trời vui muốn chết luôn, trời ơi. Từ những ngày gì cứ giữ vậy trời. Ông biết ngày gì luôn. Giờ sao? Hết vui rồi, hết vui nãy là xong rồi, hết vui. Không vui. Vui rồi. Không vui nữa nha. Không thích cô. Cô muốn gì chị ai? Mày chỉ cho bạn ai? Không có chị nha. Không có chị gì. Hả? Thôi vậy. Được rồi. Thử thách này mấy má. Thử thách hả? Gì? Thử thách đâu? Đưa đây nhanh lên đâu. Đây là thử thách cho mỗi người trong ngày hôm nay. Trong vòng 10 phút, hai team hãy lựa chọn càng nhiều món đồ từ nhà sách Phương Nam. Nhưng mà các món là phải tông sực tông với lại màu áo của từng người. Và các món thì cũng không được trùng loại với nhau. Nhá, team thất bại sẽ trả tiền hết cái đống đồ này. Không nè, lấy cái giò xanh này được một cái màu xanh rồi. Trời ơi, đi. Mình chắc phải hai giỏ mới đủ cô ơi. Cái màu của chị mới khó tập trung tìm màu của chị, còn màu của em thì mùa Noel. Trời mày ơi, đây là địa bàn của bà Thư nè, mày không, không. Bán trò mình đủ đi. Đây, đó mình để là vô lại cho bà con biết. Nè, xanh. How to accept yourself in a world. Ôi ở đây đẹp quá luôn á. Sách văn học nước ngoài rồi. Văn học Việt Nam được tính không? Có. Văn học đây nè, văn học tiếng Việt. Ừ. Khác. Thấy hai giỏ không? Người ta là một giỏ thôi. Nhưng mà riêng hai đứa nghĩ là mùa này là mùa Noel. Em vô rồi. Mặc áo là tính hết rồi. Ban coi kia phát là thấy nguyên một dàn màu đỏ luôn. Ôi giời ơi, sách y học mày ơi. Đây, đúng của tao rồi. Trời, đúng của tao rồi. Lấy luôn. Bác sĩ tốt nhất là chính mình nha các bạn nha. Ở đây á, không gian mình đi nhà sách Phương Nam rất là nhiều rồi. Nhưng mà đúng là chỗ nào cũng đẹp hết trơn. Kiểu đèn vàng đánh xuống nó không có bị chói quá. Bí kíp dưỡng da kiểu Hàn Quốc mọi người ạ. Mà nó màu làn da Hàn Quốc xuyên xương biết tên mặc đồ hồng. Đi đồ chơi nè. Đây Aladdin. Hợp hơn. Được. Đồ chơi. Tao vẫn chưa có đồ chơi màu vàng mày ơi. Sao con nít giờ nó không chơi đồ màu vàng cái gì vậy trời. Ở đây thì mình công nhận là có rất là nhiều đồ sách. Từ đồ sách cho con nít cho tới đồ sách người lớn. Mặc dù là không gian không quá rộng. Được một cái là ở đây các bạn có thể ngồi như vậy. Đúng rồi. Có rất là nhiều khu để các bạn ngồi đọc đúng. Sách miễn phí ở đây. Rất là thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề là tụi mình chạy. Nè trời ơi, quá trời màu đỏ luôn. Trời ơi. Hóp vô. Ôi cái mũ này là đúng bài luôn á chị Thư. Cắm sừng nè chị Thư. Cái này cắm vô bị cắm sừng rồi. Cái đó màu đỏ. Cái này màu cam. Rất lì. Mỗi cái lấy một món thôi. Mày nhiều quá. Để lên nha. Chưa có hết mà. Chúc mừng năm mới của Lịch luôn. Thôi bận quá. Em là Lịch tờ thì là Lịch lắm. Ai chơi lại mình? Không ai chơi lại mình luôn. Màu cam hả? Ha. Ui ở đây có banh đĩa luôn. Cái gì mà trẻ cáo màu xanh nè. Hát mừng Giáng sinh. Oh, I want for Christmas is you. Chỗ siêu xe luôn. Chỗ làm bé xe ngộ chứ được năm nữa mua siêu xe trời. Mình được nhặt rồi từ bấy hết sao. Xong rồi mua sách xong rồi. Mà rộng quá trời rộng luôn. Nhiều quá rồi, bên mình là thắng rồi á. Kia có thắng đâu, ở bên kia nhiều đồ lắm. Ở bên kia rất là nhiều đồ luôn. Vậy luôn hả? Trời ơi, đồ chơi. Ê, cái này nó bảo trong nhà tao có mày ạ. Cái này là đất nặn bằng bột ngô rất là an toàn. Giờ ăn được luôn. Ừ, nhưng mà không ai ăn cả nha. Tính lấy cái này cho mày mà cái này nó mắc lắm mày ạ. Cho mượn để khoe đi. Tao mày mỗi cái một cái trứng hả? Ừ, hay là thế. Ủa, rồi cái này ăn được không? Biết mày ạ. Tao nghĩ cái này đồ chơi thôi, không ăn được mày. Làm sao mà hiệu sách mà lại bắt đầu ăn được. Cái này là tóc. Phải đi, cái này là tóc giả mấy bạn. Giờ mới biết có nhà sách bán tóc giả. Tao mày mua bộ này đi, xong xé ra, mày lấy màu xanh, tao lấy màu vàng. Nope. Bài thính. Nè, mình sẽ đi mình. Đây thì. Để cái ma sói là màu giống màu tao không? Ừ, cũng giống đấy, bỏ vô. Ừ, màu cam nè. Màu cam nè. Trời ơi, ở đây công nhận là nhiều đồ mà rộng ghê. Nãy giờ đi quá trời này, màu nào cũng có, màu cam nè. Nope. Cái này màu cam. Cam mà. Con này nó màu nè. Nè, miếng quá. Chắc chắn là cái này màu cam này chị Thư. Cái này màu vàng. Lì. Màu cam này chị Thư. Ừ, chị nghĩ cái này màu cam đó, lấy đi. Cam nè. Màu vàng. Màu vàng. Con điên này. Chậu này hả? Chậu này màu vàng hả? Ừ. Màu vàng chứ vừa lòng mày. Vàng. Một bông hoa màu đỏ xinh xắn. Ôi cái chậu nó cưng này trời. Các bạn ơi coi kìa. Nó đứng nó lượm búp bê kìa. Chi? Dạ rồi không có chơi búp bê nữa. Bỏ lại đi. Tao thích bóng. Ý cái này hợp mày nè. Bỏ vô. Ôi. Ở đâu có bóng ở đó có vui nha các bạn nha. Cái nhà này rất là đẹp luôn á. Nhà sách này có cả khu phụ kiện bán đồ điện tử điện thoại rất đầy đủ. Ừ, cái gì cũng có chờ mua
À, chính ra màu của tao của mày rất nhiều. Mình phải có một cái tự tôn của bản thân mình, không phải là cái gì mình cũng lấy được. Mày chọn lọc, mọi người hiểu không? Mày không có được dễ dãi. Nhiều đồ quá, chị Thư, cái này đẹp quá nè. Trời đất ơi, tôi đang lựa đồ ra, nó ngồi chi vậy? Chắc cũng đủ để chơi với team nó rồi. Ngồi luôn. Ủa em, nhà sách chuẩn bị ghế vậy cho em, mệt em ngồi em nghỉ đi, em phải nghỉ cho em. Trời đất ơi, nhà sách chuẩn bị chú đáo quá mà. Không có thua, không thể nào mà thua được hết á. Chắc cũng đủ rồi, chị đọc cái gì vậy? Quá trình phát triển là gì? Trời ơi, tính ra là thằng cụ là cũng rất là ác luôn. Chị đang mang bầu, bắt chị chạy đi vòng vòng lựa đồ, quá khổ để em sách cho chị luôn. Ủa mà mang thai nè. Đây, tao mà hút màu vàng. Lấy cái to nè. Đó. Hay là lấy cái màu đậm này đó. Nè đó, xong. Ờ, ok. Xong. Sao? Tới giờ rồi, chạy. Lấy cái thằng kia, chạy. Mày ơi, mấy anh nhân viên kia mặc áo màu xanh giống tao. Màu xanh. Hút về. Hút về đi. Ôi, chết rồi, không biết là bên kia được bao nhiêu rồi. Trời ơi. Hai túi kìa. Trời ơi, mình thương yêu nhau đánh kết với nhau một mình một túi thôi ha. Chúng tôi lựa chọn có chọn lọc, không phải bạ cái gì lấy cái đó. Chúng tôi là team chợ kệ. Và bây giờ sẽ là thời khắc quyết định thắng thua. Pose, snap, pose. You can find me on the billboards, on TV and magazines. I'm the girl up on your wall, the one you see before you sleep. Every time I hit the town. Vô hai ba. Vô hai ba. Tôi chết rồi. Đó là khỏe cả nhà ơi, tại vì ở đây á là có thêm cà phê nữa. Cho nên là mình ngồi rất là thoải mái. Ở đây không khác gì một quán cà phê. Mà nếu như mà các bạn không mua sách á, các bạn cũng có thể ngồi đấy được. Thôi vô lại mua sách mua nước đi, tự nhiên vô ngồi không kỳ. Mà đồ cute lắm mọi người, thề đồ siêu cute mà giá cực kỳ rẻ, không có mắc. Mình thích nhất là ở đây là nhà sách người ta bài trí khá là gọn gàng và khu nào ra khu nấy, không có bị lộn xộn làm cho mình rối không biết mua ở đâu. Đúng rồi, những cái nơi đó không bao giờ mà có ghế ngồi các thứ để cho mọi người ngồi đọc sách đâu, nhưng mà ở đây nha, có ghế gỗ cho mọi người ngồi luôn, rất là hiện đại, rất là tâm lý. Và hôm nay cái chỗ mà tụi mình thử thách á sẽ là nhà sách Phương Nam, nằm ở tầng B2 Fincom Quang Trung Gò Vấp đó. Nếu như các bạn thích, các bạn có thể tới đây và tham quan thử và chơi những cái trò như tụi mình, và đặc biệt là chơi xong thì nhớ trả, tại vì trong đây á người ta mang giỏ sách vô thoải mái. Nhưng có máy quét nha mọi người, có máy quét. Đi ra một phát nó hú lên nhục nhã ê chề, trời ơi nhục mặt, cất không biết cất cái mặt đi đâu. Ba má hổ thẹn đẻ ra một đứa con như vậy, cái tin này mà loan ra ngoài một phát coi, trời ơi ba má còn vác mặt mũi đâu mà đi chợ đi siêu thị nữa. Ôi, trời ơi hoa ở đâu vậy, ai cắm bông hoa mua người tôi vậy? Kỳ đó ghê. Mình phải trả lại đồ vậy nha mọi người. Không, cái này của ai cắm vô, không phải tao lấy, không có lấy thì không có lấy. Ơi, như em sao lấy được đúng không mọi người, không có lấy. Và thôi thì video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy team nào đẹp nhất hãy comment cho tụi mình biết nhé. Team vàng, team cam, team xanh nuôi dương, team nuôi. Đó, vậy thôi video của tụi mình tới đây là kết thúc. Vote chai hãy comment bên dưới và tụi mình biết nhé. Hẹn mọi người những video tiếp theo nhớ subscribe cho hôm nay. Ê, chào mừng vào lòng, hôm nay gì ở kênh riêng của tụi mình nha. Rồi tí có trả lại không? Có tính trả thì không? Không, cái này của ai ấy. Nãy giờ thấy dấu đó nha. Không, này của ai thiệt.